Thưa quý vị và bà con, Thủy Tiên đang có mặt tại làng bè Gò Găng, xã đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Chỉ cách thành phố Bà Rịa chưa đầy 10 km, xã Long Sơn được ví là thủ phủ của con hàu. Bởi vì đây là địa phương có nguồn nước rất là thuận lợi cho con hàu phát triển, với khoảng 300 đến 400 hộ nuôi, tập trung nhiều nhất tại khu vực sông Trà Và. Cũng như những nghề khác thì những hộ nuôi hàu nơi đây phải trải qua rất là nhiều thăng trầm. Và có những lúc là tưởng chừng phải bỏ nghề, song nhờ có sự thay đổi đến từ những người ngư dân tâm huyết với nghề đã đem lại sức sống cho làng nghề nuôi hàu ở xã đảo Long Sơn. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị hãy cùng với Thủy Tiên trải nghiệm nghề nuôi hàu ở xã đảo Long Sơn quý vị nhé. Trước đây, người nuôi hàu ở Long Sơn sử dụng giống hàu tự nhiên, thường gọi là hàu bản địa. Với giống hàu này, người nuôi sẽ thả vật bám vào khoảng từ tháng 1 hàng năm để theo dòng nước, hàu tự nhiên bám vào. Thời gian thả vật bám đến khi thu hoạch thường kéo dài khoảng 12 tháng, tùy thuộc vào con hàu tự nhiên có bám hay không. Tuy nhiên những năm gần đây, do môi trường nước bị ô nhiễm nên mật độ hàu bám không cao, thậm chí có những hộ thả vật bám cả năm mà không có hàu. Chính vì vậy, cách đây gần 10 năm, gia đình anh Nguyễn Cao Quý đã mạnh dạn đưa giống hàu sữa có nguồn gốc từ Bồ Đào Nha về nuôi. Đầu tiên, anh chỉ thử nghiệm thả 4.000 miếng hàu giống trên diện tích 48m². Hàu lớn nhanh, tỷ lệ sống cao. Sau 6 tháng nuôi hàu đã cho thu hoạch với sản lượng đạt gần 4 tấn. Hiện tại gia đình anh đang thả nuôi 3 bè hàu tại khu vực sông Trà Và, Gò Găng và khu vực cửa biển trên diện tích hơn 2 hectare mặt nước. Thưa quý vị, đây là bè hàu của gia đình anh Nguyễn Cao Quý ở xã đảo Long Sơn, và anh là một trong những người đầu tiên mang giống hàu sữa về nuôi trên sông Trà Và. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến thăm bè hàu của gia đình anh ạ. Nãy giờ em đi em thấy bè của mình rộng quá anh Quý ha. Bè của anh thì rộng khoảng gần 2 hectare. Dạ. Như chỗ cơ sở đây của em thấy thì nó được khoảng hơn 7.000 mét. Cái này là giống hàu sữa phải không anh Quý? Đúng rồi em. Đây thì con hàu này á, là nó có tên khoa học đầy đủ của nó là Cratos aulata. Chính xác của nó là con hàu nó xuất xứ là từ Bồ Đào Nha. Con này thì anh đã cầm vào Bà Rịa Vũng Tàu được 15 à? Tròn 15 à? Dạ. Nãy giờ là anh Quý đang làm gì anh Quý? Anh đang kiểm tra tỷ lệ sống với lại trọng lượng của con hàu em ạ. Dạ. Mình có thường xuyên đi kiểm tra như vậy không anh? Anh thì khoảng một tháng anh kiểm tra một lần. Dạ. Còn ở đây thì trực tiếp thì anh em công nhân làm đây sẽ báo cáo. Bọn anh sẽ theo dõi định kỳ em ạ. Dạ. Ví dụ như con hàu mà đưa xuống thì mình sẽ kiểm tra đầu tiên là cái tỷ lệ sống nó còn được bao nhiêu à? Tốc độ sinh trưởng của nó như thế nào? Dạ. Đó, rồi những cái giai đoạn nó lớn rồi thì bắt đầu mình lại kiểm tra xem là trọng lượng và kích thước của nó đã có thể xuất bán được chưa? Và với từng khách hàng thì mình sẽ có một cái hướng để thu hoạch của nó ở cái dạng sai loại 1 hay sai loại 2. Dạ. Vậy thì bao nhiêu lâu là mình sẽ phải kiểm tra một lần hả anh? Như công nhân ở trên bè thì ngày nào người ta cũng phải kiểm tra. Dạ. Người ta đi một vòng kiểm tra, còn ví dụ như bọn anh thì anh thỉnh thoảng một tháng ra khoảng 2 lần để kiểm tra. À, như hàu này là mình đã nuôi được bao nhiêu lâu rồi anh? Hàu này là anh nuôi được 5 tháng rưỡi rồi em. Dạ. À, bao nhiêu lâu thì mình sẽ thu hoạch được cái lứa hàu này hả anh Quý? Như con hàu này thì với yêu cầu của khách hàng mà ở dạng cao á thì anh sẽ phải nuôi lại khoảng 2 tháng nữa. Dạ. 2 tháng nữa. Còn với những cái nhu cầu mà của khách hàng bình thường như của bán chợ thì như con hàu này là đã có sữa rồi và có thể bán được rồi. À, anh Quý, vậy thì mình sẽ dựa vào thời gian nuôi hay là mình sẽ kiểm tra bằng mắt thường để biết là nó có thể thu hoạch được hay chưa anh? Vì con hàu này á, mình bây giờ mình quy định nó gọi nó là con hàu sữa mà. Dạ. Thế nên là mình phụ thuộc gần như là về yếu tố của sữa của nó lên đạt hay không đạt. Dạ. Thì mình mới xuất bán được. Cho dù kích thước có lớn mà sữa nó ít thì mình cũng khó lòng mà bán được ra ngoài thị trường.
năng suất của hào sữa này thì nó có cao không anh Quý? Với đánh giá thông thường của những người mà nuôi con hầu bản địa của mình và so sánh với con hầu sữa này nha. Dạ. Thì hầu sữa thì nó có cho năng suất cao. Thứ nhất bởi vì là nó thời gian nó nuôi nó ngắn. À, dạ. Một năm em có thể nuôi được 2 vụ trên cùng cái diện tích đó. Cao khoảng gấp đôi so với cái con hầu bản địa đang của mình. Đây là mấy dây hầu đúng không anh? Đúng rồi em. Dạ. Đấy là hầu nuôi đó. Mình nuôi với mật độ như vậy là sẽ đảm bảo hầu phát triển tốt hả anh? Đúng rồi, trong cái quá trình nuôi thì bọn anh đã được tính toán kỹ rồi. Dạ. Để cho cái độ tương đối của con hầu nó phát triển và nó giữ được cái mật độ đầu quân em ạ. Dạ. Đây ví dụ như cái dây của anh đang cầm trên tay đúng không? Dạ. Là anh đang nuôi cho 5 giá thẻ này. Dạ. Em nhìn này, đây có 5 giá thẻ này. 1, 2, 3, 4, 5 giá thẻ à? Dạ. Đó, em nhìn chưa? Dạ. Thì mỗi giá thẻ này lúc ban đầu bọn anh cho cách nhau nó khoảng 25 đến 30 phân. Đây, nó con hầu nó sẽ bám trên đây này. Dạ. Anh đưa cho em nhìn này. Đó, đây, những con hầu nó sẽ bám trên đây này. Dạ. À... Dạ. Khoảng cách của anh là mỗi dây cách nhau 33 phân. Để anh căn là xa trên 1 mét vuông, trên 1 mét chiều dài thì anh sẽ treo được 3 cái dây này. 1, 2, 3. Một dây hầu này thì nó có cho 5 miếng. Cho 5 miếng hầu mà vừa nãy đây anh vừa tách từ nãy giờ. Thì chỗ này nó được khoảng 4 kg. Bình thường trên 1 năm của 1 mét vuông bè này thì nó rơi vào khoảng 24 kg trên 1 năm. Có nguồn gốc từ Bồ Đào Nha, hầu sữa có nhiều điểm vượt trội so với hầu tự nhiên như vỏ mỏng, ruột nhiều, kích thước và khối lượng cơ thể lớn, có giá trị kinh tế và xuất khẩu cao. Hầu sữa có tốc độ tăng trưởng rất nhanh trong thời gian 5 đến 6 tháng nuôi. Hầu có thể đạt kích cỡ 65 đến 75mm một con, có trọng lượng từ 70 đến 80g một con và tỷ lệ sống đạt từ 54 đến 63%. Anh mời em qua bên chỗ... giống anh mới thả đây cho em. Dạ. Xem với rất là nhiều ưu điểm như nãy giờ anh Quý chia sẻ thì em không biết là cái giống hào này mình có dễ mua không anh hả? Hiện tại thì cái giống hầu này thì ngay ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mình thì cũng dễ mua. 10 năm trước thì anh là người cầm mấy con giống hầu này vào để sinh sản ở Bà Rịa Vũng Tàu đấy. Dạ. Thì bây giờ thì cũng may mắn là cũng như hôm trước thống kê thì cũng có khoảng được 67-68 hộ đang sản xuất cái con hầu sữa này. Sản xuất thì con hầu này lúc mới vào thì em biết rồi, nó nhiều khó khăn lắm. Từ đi kiếm giá thẻ, đây gọi là cái vỏ hầu này. Yeah. Vỏ hầu này đục ra để cho hầu bám vào, người ta đã biết là cái gì đâu. Yeah. Xong là lại phải đợi thời gian nuôi thử cho bà con nhìn thấy. 6 tháng sau mới thu hoạch nên người ta mới nhìn thấy, rồi bắt đầu người ta mới nuôi. Yeah. Rồi giá thành lúc đấy nó thấp, thị trường thì không có. Để toàn phải đi bán ngược lại cho Nha Trang, không Nha Trang người ta lại bán cho Sài Gòn. Ngày xưa đâu có biết Sài Gòn, người ta đâu có biết là Vũng Tàu mình có con hầu sữa hay đâu. À, vậy là hầu mà mình nuôi trên bè mình là do mình tự làm giống luôn hả anh? Đúng rồi em. Vậy thì vừa nuôi hầu thương phẩm rồi lại vừa nuôi hầu giống nữa thì mình có sử dụng nhiều nhân công không anh Quý? Là nhân công đang làm cho mình. Dạ. Còn trong cơ sở sản xuất giống thì anh có 4 nhân công nữa. Mình nuôi hầu nhiều như vậy thì... cái đầu ra nó có ổn định hay không và giá cả thì nó như thế nào hả anh? Bên nhà anh thì cũng có một cái thị trường tương đối ổn định, nội địa tương đối ổn định. Yeah. Từ cao cấp cho đến hàng dân sinh ở ngoài chợ, bọn anh tương đối ổn định. Và cũng may mắn cái là cái con hầu ở Bà Rịa Vũng Tàu này nó được thiên nhiên ưu đãi, có một cái nguồn nước dinh dưỡng nên là chất lượng con hầu nó tốt hơn tất cả các nơi ở Việt Nam mình. Yeah. Nên là nó được cái thị trường cơ chuộng lắm, gần như là lúc nào cũng cháy hàng. Giá cao nữa. Giá cao, giá ổn định. Ngày xưa 2014 anh nuôi nó có 8.000 thôi, 8.000 đồng một cân. 8.000 đồng một cân vận chuyển lên tận Nha Trang. Thế nhưng bây giờ
duy trì ở cái mức 20 đến 23 nghìn trong vòng 3 năm nay, dạ, ngay tại đầu bè cho người dân rồi. Dạ. Một năm như vậy là mình thu hoạch được khoảng bao nhiêu hào anh hả? Thời tiết ổn định và xuống giống chuẩn, đúng kỹ thuật thì nếu mà hơn 300 tấn hào. Dạ, là khoảng 2 hectare. Không, trong 7.000 mét vuông này, hơn 7.000 mét vuông này. Có lợi thế về nguồn nước, vậy thì bà con nếu mà muốn phát triển về cái hậu thương phẩm á, thì anh Quý có cái kinh nghiệm gì để chia sẻ cho bà con ạ? Để mà tăng năng suất cho cái nghề nuôi hầu ở Bà Rịa Vũng Tàu này thì nó có nhiều yếu tố, con giống này, kỹ thuật này, chăm sóc. Em tưởng tượng đây, ví dụ như là con hầu này, từ đây đến dây đây, như ở mùa này thì anh đang để nó chỉ là 80 phân. Dạ. Thế nhưng gặp những cái mùa mà nó lạnh hơn thì bọn anh lại phải cho xuống khoảng 20-30 phân nữa. Dạ. Đấy gọi là yếu tố để mà chăm sóc thôi. Dạ. Còn đầu tiên nói gì thì nói thì nó vẫn phải là con giống là đầu tiên. Dạ. Đấy, em phải thả những con giống của những cái đơn vị mà uy tín. Dạ. Đó. Có những cái đàn bố mẹ nó được thuần. Dạ. Với giống hầu sữa này, người nuôi hầu sẽ chủ động hơn khi con giống không còn phụ thuộc vào tự nhiên, sản lượng hầu đảm bảo quanh năm, đáp ứng được nhu cầu thị trường. Đồng thời quan trọng hơn là giúp cho người dân tại địa phương tiếp cận đối tượng nuôi mới, chủ động hơn trong quản lý chăm sóc hầu nuôi trước hiện tượng thời tiết ngày càng diễn biến bất thường. Thưa bà con, không chỉ nuôi hầu thành công giúp bà con tiêu thụ sản phẩm, gia đình của anh Nguyễn Cao Quý còn xây dựng cơ sở sản xuất giống hầu tại xã An Ngãi, huyện Long Điền và thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ để chủ động hơn trong việc thả nuôi cũng như là cung cấp giống cho người nuôi hầu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khi mà hầu bản địa ngày càng khan hiếm như hiện nay. Em xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Quý và chúc cho nghề nuôi hầu của bà con sẽ ngày càng phát triển và hầu thì sẽ vươn xa ra những thị trường rộng lớn hơn ạ. Thưa quý vị và bà con, đến đây thì thời lượng của chương trình Nhà Nông Hội Nhập cũng đã hết. Và trong chương trình kỳ tới thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến bà con quy trình sản xuất giống hầu sữa. Quý vị đừng quên đón theo dõi vào lúc 16 giờ 40 phút thứ ba hàng tuần. Để xem lại chương trình thì quý vị có thể truy cập vào các địa chỉ brt.vn, brttv hay là brtgo. Thân ái chào tạm biệt.